nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng pháo vui bên đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nghe xuân đến nghe bước chân tôi đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muốn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi xuân nồng say. Rồi em chúc
nhà, anh chị năm mới phát tài, chúc shop mình là càng ngày càng đông khách. Dạ, em được xin hai cái. Đúng rồi, sao mà cái này dày quá, kiếm cái nào mỏng hơn. Đây, chúc dậy lắm mọi người ơi, chắc nghe buôn bán thắng đắc. Trời ơi, sao tại xanh lẹ không vậy? Bây giờ còn có ngất rồi bóc kiểu gì ta? Có ai có ý kiến gì không? Em bóc một hộp bát cho anh hai trăm. Thường mỗi năm ai mặc đồ đỏ là thêm đúng không? Có hai nhiều quá à, mặc áo trắng cho thêm. Có thêm cá nữa không? Ở đây đang có là không có giống màu đỏ đây. Ui thử coi. Với tiền. Ngon nữa. Đây. Vô không? Có đồ chơi nữa. Còn lửa thầu nữa. Thank you.
Dạ năm mới em chúc thầy và chị vui vẻ, vạn sự như ý. Em chúc gia đình Lõi Lem luôn phát triển. Chúc khách hàng năm mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và có những buổi mua sắm thật tuyệt vời ở shop Lõi Lem. Xin chào tất cả quý khách hàng, quý đối tác của Lõi Lem Vật Liêu. Tôi đại diện cho tất cả toàn thể nhân viên Lõi Lem. Xin kính chúc, gửi lời chúc tới tất cả quý khách hàng và các đối tác. Là chúc sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Năm 2024, năm Giáp Thìn là năm con rồng, thì chúc mọi người nhiều sức khỏe và trong công việc làm ăn thì lên như rồng. Xin chào mọi người.